đứng cười là được rồi. Chị này đang làm răng nha mọi người, nhưng nó không cười được. Nè, hello Tuấn, tháng trước cô có hỏi về răng, cô muốn làm implant nhưng mà không đủ xương mà không thấy trả lời. À, chị Huệ Nguyễn ơi, chị Huệ Nguyễn cho em xin lại số điện thoại đi, em sẽ liên lạc lại với chị Huệ Nguyễn liền được không ạ? Hay là ai đang trực live inbox liền, chị nhắn ở ngoài số điện thoại chị ngại thì chị inbox bên trong giùm em đi. Chị có nhiều bạn ngoài Bắc, hình ảnh của em họ tạo trang Facebook có rất là nhiều người tương tác đó. Dạ trang nào vậy ạ? Trang nào vậy chị? Xin vẽ để một lát em vào em xem thử nào. Mà bình thường mà mấy cái trang trang phép Tuấn nhiều khi nó còn hot hơn Tuấn nữa đó mọi người. Lúc nào chị thấy thì máu trắng ai cũng đẹp mà rất dễ thương, cũng ủng hộ tụi em quá trời luôn. Dạ cảm ơn chị nhiều nha. Mọi người ơi, khi mà mọi người đặt lịch làm răng thì mọi người phải đặt khoảng trước 3-4 ngày nha, để xem coi cái lịch bên phòng khám á. Nếu mà bên chi nhánh Lê Quý Đôn mà bận quá thì kẹt lịch quá thì sẽ qua bên chi nhánh Võ Thị Sáu cho mọi người. Chị đi xíu, mọi người hỏi chị quá trời. Chị đây. Hôm nay mọi người khen chị gầy quá kìa. Ủa vậy hả? Tại vì bữa giờ chắc tại vì là không có thời gian ăn nhiều, uống sữa nhiều lắm mọi người. Uống sữa chibi nhiều đó. Một hồi nữa là chồng tôi like sữa với nước hoa mọi người nhớ khi chứ chị khách hồi nãy này cũng muốn mua nước hoa đó. Ủa vậy hả? Bia ở đây có sẵn không? Có, bên kêu thì đặt đi rồi bên kia mang qua liền. Ok, để Lam nói chị đi tới hả? Chị đi vệ sinh rồi. Chứ đặt đi, chứ đặt lên live chim đặt ở đây được mức giảm giá. Không, chị muốn lấy liền, chị muốn lấy liền tức khắc. Ok, chị kiếm đóng quà vậy. Dạ. Ủa, điện thoại đâu đó? Điện thoại chị em. Em cầm em qua bãi đem kiếm đây. Kìa. Chị Phạm Tuyết ơi, chị nhắn vô trang giúp em nha, sẽ có nhân viên trả lời cho chị nha, chị yêu ơi. Thấy ra ngoài thì nó thấy. Ngà quá, chị đẹp trai hàng chi chị mê đúng rồi. Mà anh ơi, chị cũng đẹp quá trời, chị ngoài không cứu con không bự đâu. Em tưởng có chị bự con, trong hình nó vô bự ra ngoài chị nhỏ xíu con. Chị nhỏ xíu con à. Chị nhắn như mẫu vậy đó. Chị nhờ uống sữa. Chị nhỏ hơn em nữa đó. Chị khi nào em về? Em làm răng lâu em ở đi mấy ngày em về. Em ở ở trên đây dặn em có 3 ngày sau coi như tình hình sao nữa. Chị Ngọc, răng ngọc trai có giảm không chị? Răng ngọc trai giảm 60%. Giảm 60% nha chị. Chị Hồng giật ơi. Của Đức nha mọi người, hình như là xứ của Đức luôn. 49 triệu 20 răng. 20 răng luôn nha mọi người. Đó, lương là 20 răng nè. Răng của anh luôn là răng kim cương. Cho nên là mọi người khi mà ở ngoài gặp trực tiếp á, mọi người sẽ thấy cái răng của anh luôn nó bóng mà nó sáng nữa. Nó và nó rất kim cương, đúng rồi. Nó sẽ ánh sáng lên khi mà anh luôn đi trong bóng đêm á, anh luôn cười á. Là nó sáng trưng nha bà con. Mọi người là làm răng xong mọi người tự tin liền, đi đâu gặp đối tác hay là gặp người yêu mình là lúc nào các mình cũng nở nụ cười hết để khoe răng chứ gì. Gia đình này đầy năng lượng, cho xin cái đẹp. Dạ cảm ơn ạ. Cảm ơn mọi người.
chúc mọi người ở trên live của Medentix có nhiều sức khỏe nha. Cái nào cũng có đầy năng lượng. Nhân viên ơi, nhân viên check tin của chị Huệ Vũ nha. Làm răng ngọc trai giảm 60% là còn bao nhiêu tiền? Có nhiều nhân viên ơi, coi trực trả lời chị giùm nha. Bữa nay có chương trình giảm 60%. Là sức quảng cáo à? Sức quảng cáo. Sức quảng cáo 60%. Trước đó là 50%. Singapore anh? Chị rủ đi qua Singapore, chị rủ đi ăn kìa. Chị Phạm Tuyết ơi, chị nhắn vô trang giúp em nha, sẽ có nhân viên trả lời cho chị nha, chị yêu ơi. Thấy ra ngoài thì mới thấy. Dạ quá, đẹp trai hàng chi chị mê đúng khổ. Mà anh ơi, chị đẹp quá trời, chị ngoài không cứu con có bự đâu. Em tưởng có chị bự con nên trong hình nó vô bự ngoan, ra ngoài chị nhỏ xíu con. Chị nhỏ xíu con à. Chị dáng như mẫu vậy đó. Chị nhờ uống sữa. Chị nhỏ hơn em đó đó. Để khi nào em về? Em làm răng nhau em ở đi mấy ngày em về. Em ở cho người ta dặn em nó 3 ngày sau con đi tình hình sau nữa. Em gặp bà, em không muốn làm gặp nữa 2 ngày. Dạ. Em có thời gian nhiều, em về thì không được. Em ở chứ không dư cuối cùng. Em vừa lên đây mình ráng là em bay quay liền luôn. Em bay chiều 3 ngày mấy. Chị Ngọc răng ngọc trai có giảm không chị? Răng ngọc trai giảm 60%. Giảm 60% nha chị. Chị Hồng Nhật ơi. Của Đức nha mọi người, hình như là xứ của Đức luôn, 49 triệu 20 răng. 20 răng luôn nha mọi người. Đó. Lương là 20 răng nè. Răng của anh luôn là răng kim cương. Cho nên là mọi người khi mà ở ngoài gặp trực tiếp á, mọi người sẽ thấy cái răng của anh luôn nó bóng mà nó sáng nữa. Nó và nó rất kim cương, nó sẽ có đúng rồi. Nó sẽ ánh sáng lên khi mà anh Luân đi trong bóng đêm á, anh Luân cười á là nó sáng trưng nha bà con. Mọi người là làm răng xong mọi người tự tin liền đi đâu gặp đối tác hay là gặp người yêu mình là lúc nào cái mình cũng nở nụ cười hết để khoe.